Em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay dụng cụ mới của đơn vị em mới về. Và để gửi tới các bác sưu tầm thì hôm nay em có hộp đựng đạn này, đèn pin, bình tông Cộng hòa Liên bang Nga và bình giữ nhiệt. Bình giữ nhiệt hôm nay thì là một cái sản phẩm mới nhất mà đơn vị em mới về nhiều như này, để đưa tới các bác nhà mình đi rừng cũng rất chi là cần, làm nông nghiệp hoặc là đi lương đi rẫy. Cái bình này thì một cái tiện ích của nó là các bác có thể đựng được cả nước nóng và cả nước lạnh, giữ nhiệt cả ngày luôn, cả ngày nước ấm, và nếu như nước lạnh thì có thể để từ ngày hôm trước tới ngày hôm sau. Thì đây là một cái mẫu bình chất lượng nhất mà của đơn vị em mới sưu tầm. Cái này thì em biết là các bác sử dụng bên đơn vị em, các biết dùng những cái loại chất lượng nhất. Thì đây là một cái mẫu bình tông 1,5 lít này. Em sẽ có bình 1,5 lít và 1,2 lít các bác ạ, loại cao cấp. Đấy, cho các bác nhà mình xem về cái thân đáy của nó. Mẫu bình này thì em nói thật với các bác là em đi ra siêu thị là em cũng cung cấp cho siêu thị là đang bán với cái giá là 280 một cái đấy các bác ạ. Nhưng các bác mà đã đến đại lý em thì giá sẽ là cực kỳ là rẻ nhá. Bên ngoài là ánh nhũ. Cái này thì sẽ có màu xanh và màu tím. Lấy cho các bác nhà mình xem cái màu tím xem các bác lựa chọn mẫu nào. Màu xanh, màu tím và màu trắng. Đây. Cái này thì đơn vị em sẽ gửi được tận nhà các bác luôn nhá. Hôm nay nếu các bác mà sử dụng một bộ sưu tầm. Cái bình này bác nào mà đã sử dụng của bên em rồi thì các bác biết ngày trước thì em có về được có mấy cái thôi. Xong em không đăng tải đâu bởi vì nó không có cái mẫu này. Bình này bình 1,5 lít nha các bác nhá. Còn cái bình 1,2 lít. Bình 1,2 lít đây các bác này. Đấy, bình 1,2 lít. Tùy theo các bác thích kích thước nhỏ nhá hay là kích thước lớn. Cái này mà đựng nước uống thì thật sự rất chi là tuyệt vời cho cả các em học sinh này. Đấy, nhất là các bác nhà mình đi rừng đi phượt cũng rất chi là cần nước lạnh để từ hôm trước hôm sau vẫn lạnh, vẫn còn đá ở bên trong nhá. Bởi đây là một cái bình giữ nhiệt tuyệt vời nhất mà em muốn đưa tới các bác. Đấy, các bác mà pha trà hoặc là pha thuốc nhá, đựng nước lạnh nhá. Tất cả các loại. Đấy, và em có một cái mẫu bình mới này nữa. Đây, em cầm sang bên này để mở cho các bác nhà mình xem. Đây là một cái ấm pha trà. Đấy, ấm pha trà đây các bác. Múc cho trà đây. Các bác cho trà vào đây nhá. Xong đó thì mang đi rừng hoặc là mang đi lương rẫy. Các bác pha cho trà, pha cà phê, cho cà phê đây. Trà cà phê đều rất chi là ok nhá. Đây là cái bình, đây là bên trong cho các bác xem đáy đi. Đấy, xem đáy. Ok, rất chi là ok. Đấy, và với mỗi một chiếc bình này thì ngày hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác giá rẻ hơn ngoài thị trường là 50.000 đồng một chiếc. Đấy, có nghĩa các bác sẽ mua ở cái giá sẽ là 230.000. Đấy, bác nào mà đang cần cái mẫu bình nào thì giá của nó sẽ bằng nhau như vậy nhá. Đấy, và tiếp tới là một cái bộ dụng cụ đó là hộp đạn. Hộp đạn này thì lâu lắm em không giới thiệu rồi. Bởi vì hộp đạn này nó hàng nó không có sẵn như những cái mẫu khác nha các bác nhá. Đấy, đây là cái kích thước nhỏ nhất này. Hộp đạn này nhà em thì là hộp chuyên dành cho các bác bộ đội đựng đạn. Và hôm nay thì em sẽ chuyển cho các bác nhà mình đựng kìm, đựng kéo, đựng cưa, đựng tất cả các loại. Em sẽ đo về kích thước nhé. Kích thước của cái nhỏ nhất đây. Chiều dài là 27. Chiều cao 10, 18. Chiều rộng là 9,5 cm. Đấy, đây là cái kích thước của cái nhỏ nhất nha các bác nhé. Đây là cái hộp đạn nhỏ nhất này. Các bác nhớ lắm rõ kích thước hộ em nhé. Do chống ẩm. Cái này các bác ngày xưa mà đựng dầu, đựng các loại tài liệu quý này, không bao giờ lo ẩm, lo mốc, không bao giờ lo hỏng. Cái hộp đạn số 1 đầu tiên giá là 340.000 một cái các bác ạ. Em miễn phí ship tới tận nhà. Còn đây là cái thứ hai. Cái thứ hai với chiều dài 30. Là 30cm. Cao 18. Cao 18 các bác ạ. Rộng 15. Rộng là 15. Đấy, mở cho các bác cho mình xem. Đây này các bác này. Đấy, giòn chống ẩm nhá. Hộp rất chi là dày. Dày cái này thì em chia sẻ với các bác là các bác dùng muôn thuở luôn. Không bao giờ hỏng được. Chỉ có mình bỏ nó đi thì mình bỏ thôi. Chứ không bao giờ hỏng các bác ạ. Và cái hộp này rất chi là tiện ích khi các bác nhà mình mà đi làm cây, đựng đồ, đựng máy móc hoặc là đựng kìm kéo ấy. Các bác có thể ngồi lên để là sử dụng làm luôn một cái ghế. Để các bác nhà mình ngồi thay một cái ghế nhá. Hộp số 2 là 440. Hộp số 3. Hộp số 3 thì có đợt nó có chữ, có đợt nó không có chữ đâu các bác nhé. Có đợt nó có chữ ở sườn này, có đợt nó không có chữ ở sườn này. Đây em sẽ đo về kích thước hộp thứ 3.
Dài 32. Dài 32 các bác ạ. Cao 22. Rộng. Rộng 18,5. Rồi. Đây, bên trong đây các bác này. Đấy, hộp này thì là cái hộp kích thước mà các bác sử dụng nhiều nhất. Hộp này là hộp to nha các bác nhé. Các bác có thể để máy móc này, để các loại trong này khi mình đem đi và sẽ bảo quản cực kỳ là tốt. Đấy, anh đóng cái hộp này vào. À quên, không mang cái khóa Cộng Hòa Liên bang Đức cho các bác mình xem nhỉ. Cái này là cái thứ 3 nhé, số 3. Là 550.000 các bác ạ. Còn đây là cái cuối cùng, là cái lớn nhất của đơn vị em này. Cái này thì nó 46. Cái này thiết kế nó sẽ khác những cái kia nhá. Cao 25. Rộng 16. Rộng 16, và cái này thì sẽ mở hai chiều, hai ngang hai bên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đây nhé các bác nhá, cái hộp này là hộp dày dặn nhất này. Cái hộp này thì nó là quay ngang hai bên nên nó không có cái sách ở trên đỉnh như cái mẫu kia đâu. Thì cái này nó đang là 700.000 một chiếc đấy các bác ạ. Hộp dày dặn rất chi là đẹp. Đấy, và đây là bộ sưu tập hộp đạn nhá. Xong tới là bình tông và đèn. Khóa của công nghệ Đức nữa. Em sẽ bỏ cả khóa của công nghệ Đức ra cho các bác để mình xem. Đây, anh ra đây khóa đi nhá. Còn đèn pin, đầu tiên em giới thiệu với các bác cái đèn pin của Thái. Đèn pin của Thái này là đèn pin đội đầu. Đèn pin dành cho các bác nhà mình trông ao, trông hồ, trông vườn. Đấy, và nhất là đêm thì đi soi ếch, vừa là bảo vệ trong gia đình nữa. Và đây là một cái đèn Thái, nó sẽ có ánh sáng màu vàng và ánh sáng màu trắng, tùy thuộc theo các bác để mình lựa chọn nhé. Cái này là ánh sáng trắng này. Các bác nhìn với cái độ sáng trắng trong của nó, các bác có thể dọi 100m mà vẫn nhìn rõ như không. Soi trên ngọn cây, soi chim, soi cò các bác nhé. Đấy, và cái này thì em sẽ để mấy chế độ cho các bác để mình xem này. Cực kỳ là ok, cái đèn này chắc chắn, rất chi là dày dặn luôn. Đấy, và em đang đưa tới các bác cái mẫu đèn này là 250.000 cho một đèn Thái này nhá. Em miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Có dây đội đầu này, có sạc pin đi theo này các bác này. Sạc pin của nó đây nhá. Nhận hàng các bác kiểm tra đầy đủ cho em. Đấy, và tới tiếp tục là cái mẫu đèn nhỏ này. Đây các bác này. Đây là cái mẫu đèn nhỏ nhất. Với cái ánh sáng của nó, ánh sáng trắng trong. Các bác bấm trên ngọn cây nhá. LED căng cho em đi soi chim đêm này, các loại luôn. Đấy, và ở cái mẫu đèn này thì ở cái video này em sẽ đưa tới các bác với cái giá thấp nhất. Bác làm mua em sẽ để cho các bác giá là 150.000 nhá. Đấy, ở cái video này. Bởi vì cái này thường em sẽ bán 200, hôm nay em lấy các bác 150.000. Đấy, các bác thấy cái ánh sáng của nó đây. Và cái chế độ của nó ra sao. Các bác nhìn nhá, đây là báo hiệu này. Cái này mà khi mà mình vào trong rừng mà mình bị lạc chẳng hạn, thì các bác hãy bấm cái tín hiệu này lên. Đấy, và đặc biệt cái nhỏ này nó sẽ có đèn khi mất điện các bác sử dụng này. Cái đèn này thực sự em thấy rất tiện lợi. Và cái ánh sáng của nó thì siêu sáng. Và có một cái đèn phụ khi mất điện luôn, tắt ở đây. Đấy, và nó sẽ có một cái ba chân. Cái ba chân để các bác nhà mình khi đi rừng lấy lấm ấy, các bác cắm trực tiếp nó đứng như này, để cho các bác nhà mình lấy lấm hoặc lấy măng thoải mái luôn. Rất chi là đơn giản nhá. Có sạc pin này, mẫu đèn nhỏ nhất. Và mẫu thứ hai. Đây là hai cái mẫu to này các bác này. Mẫu to. Đấy. Với cái ánh sáng của nó thì quá là tuyệt vời. Của cái mẫu đèn này luôn. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì em gửi rất nhiều, thì thấy các bác rất chi là thích. Đấy, và các bác với những cái lời khen ngợi có bác thì mua hộ cả xóm luôn nhá. Đấy, nó nhẹ lắm, các bác sử dụng thích lắm. Đây này chỗ sạc pin của nó. Cái này thì không có đèn bất điện đâu, mà chỉ có đèn sáng trực tiếp này. Mỗi cái thì đều có một cái ba chân, một cái chân ba như này nhá. Đều có chân ba như này để các bác nhà mình có nháy, có đủ hết. Cái đèn này là 300 các bác ạ. Còn cái đại nhất đây, cái to đại nhất đây, với cái ánh sáng của nó thật sự là không có một cái đèn nào địch nổi. Anh quay lên đống dây, anh soi đống dây, các bác nhìn đâu, nhìn thấy cả từng sợi dây một chứ không phải là không. Với một cái ánh sáng siêu sáng thì đây là kích thước đèn to nhất là em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 350.000 trên một đèn nha các bác nhé. Em miễn phí ship tới tận nhà luôn, có chân đi theo, có dây sạc đi theo, đủ luôn để các bác nhà mình sử dụng này. Đấy, đèn thứ ba. Còn đây là cái đèn bão này, cái đèn biển, gọi là cái đèn biển nhá. Đấy, cái này thì thường là anh bấm vào cái bình tông kìa. Cái này thì các bác đi biển sử dụng rất là nhiều, gọi là cái đèn biển nhá. Cái này là hàng lùi đồng cuối đá, không đẹp nhưng mà quá là chất. Thì em đưa tới các bác là 300.000 trên một cái đèn này. Đấy, ánh sáng thì quá là tuyệt vời luôn. Đấy, và tới cuối cùng là mẫu đèn đây gọi là cái đèn mỏ. Nhiều lúc em quên, suốt ngày em nói mà em quên. Có ánh sáng LED vàng và LED trắng nhá. Cái vàng thì nhìn nó sẽ dịu mắt hơn. Các bác thích màu nào thì em sẽ gửi màu đấy nhá. Các bác bảo em là ánh màu gì.
Đấy, và nó có một cái cục sạc này. Và tất cả mẫu đèn nhà em thì em đều sưu tầm cái mẫu đèn pin châu, cho nên là các bác sử dụng được lâu bền lắm, cực kỳ là bền luôn. Sử dụng xong các bác cứ sạc thật căng vào nhá, đừng có sạc lon. Nhiều bác cứ sạc một tí xong dùng rồi nó nhanh hết, xong các bác lại bảo nó nhanh hết. Các bác cứ sạc lo cho nó, sạc cả đêm cho em, cho nó thoải mái nhá. Bởi vì cái pin này nó vào nó chậm mà, chậm nhưng mà lại được bền. Đấy là những cái đèn pin mà bên đơn vị em sưu tầm. Đấy, và tới bình tông đi. Bình tông của công nghệ Liên bang Nga thì em sẽ có 4 mẫu nhá các bác nhá. Đấy, ở cái mẫu bình tông này thì nó là một cái mặt hàng nhà em đưa tới các bác rất nhiều. Đấy, các bác có thể sưu tầm. Đây là cái bình 1 lít này, với chất liệu và inox 304 thì các bác đã chọn đúng địa điểm để mua được một cái bình tông loại 1. Bình thì nó có nhiều loại lắm các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, chữ chìm ở dưới này. Đấy, dập công nghệ Liên bang Nga ở trên thân bình, công nghệ nha các bác nhé. Đấy, đây là cái bình 1 lít này, thì em Thảo đang đưa tới các bác là 180, em miễn phí ship. Còn đối với bình lít rưỡi đây, lít rưỡi thì giá của nó vẫn là 230 các bác nhé, em miễn phí ship tới tận nhà các bác, 230 đây nhá, 1 lít rưỡi. Đấy, và tất cả thì thiết kế mo mo như thế này để mình đeo nó ôm vào người. Và tất cả bình tông nhà em thì sẽ đều tặng các bác theo một cái bao da để các bác nhà mình bảo vệ, đeo đi rừng, đựng nước này, đựng tất cả các loại mà khi đi rừng các bác cần, đi picnic, đi phượt. Còn đây là cái bình 2 lít này các bác này. Đấy, các bác nhìn cái bao da em chọn cho các bác cũng là cái bao da mềm và đẹp, chất lượng nhất luôn nha các bác nhé. Bao da chuẩn xịn luôn này các bác này. Bình 2 lít này, bình 3 lít sẽ to hơn, và 4 lít, 5 lít. Bỏ một cái 5 lít cho các bác mình xem. Bởi vì cái này em bán cho các bác đựng rượu này, các bác ngâm rượu. Chất liệu của nó là inox, các bác sử dụng rất là an toàn luôn. Đấy, to như thế này các bác này. Cái này là cái 5 lít nha các bác nhá. 5 lít đấy các bác ạ. Đấy, các bác nhìn. Kể cả cái lắp của nó cũng ok lắm. Cực kỳ là ok luôn. Rồi. Đấy các bác nhá. Rất gì là dày dặn. Rồi, ok. Rồi, quá là ok luôn. Đấy, và tiếp tới là tới mẫu khóa đi. Đây các bác này, mẫu khóa này. Hôm nay thì một cái mẫu khóa sưu tầm. Đấy, một khóa sẽ đi theo 4 chìa các bác nhá. Thì với cái dòng khóa này thì các bác nhìn đây, một bộ đi theo 4 chìa. Lần trước nhà em cũng phải mua, nhưng cái lúc mà em chưa có cái khóa này này là em đã phải mua mất bao nhiêu tiền nhỉ? 300.000 một cái. Đấy. Còn bác nào mà đã lấy của đơn vị em cái khóa này ngày hôm nay thì một cái khóa sưu tầm rất là đẹp và chất lượng. Em sẽ đưa tới các bác là 180 nhá. Một khóa sẽ có 4 chìa các bác này. Đấy, bác nào mà mua cùng cái sản phẩm ngày hôm nay mà đang cần cứ liên hệ trực tiếp nhé. Và các bác quan tâm tới nhiều đồ đẹp của đơn vị em, các bác nhớ cho em xin một like nhé, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác những cái sản phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất trong mùa của năm nay. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi nhé. Còn bình tông tròn này, bình tông tròn thì sẽ được tặng ly, tặng bật lửa và tặng bật lửa AK này các bác này. Bình tông xưa tròn này nó rất là đắt. Đây, bật lửa này, dao này, dao này có các loại luôn nha các bác nhá. Đấy, có cả mở rượu sâm banh và được tặng theo 3 cái ly. Đấy, và bình tông tròn này thì em đang đưa tới các bác với cái giá là 450.000 cho một bình các bác nhá. Tặng bao da vàng đẹp lắm các bác ạ. Đấy, bác nào mà đang cần những cái đồ này hãy gọi điện trực tiếp tới em. Và nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác nhiều sản phẩm hay nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.